Tiếp tục với những thông tin chúng tôi vừa cập nhật, thưa quý vị là còn chưa đến 2 tháng nữa là tới Tết Giáp Thìn năm 2024. Thời gian này, nông dân ở làng nghề sản xuất mai vàng ở xã Vĩnh Thành, huyện Trợ Lách của tỉnh Bến Tre đang hối hả những công đoạn cuối cùng để cho ra sản phẩm mai vàng đẹp nhất, phục vụ cho người dân khắp mọi miền tổ quốc du xuân đón Tết. Và hiện nay thì ngoài những sân mai ở các hộ gia đình thì bà con cũng đã bắt đầu đem ra các tuyến đường để chào bán. Theo bà con ở làng mai, thời điểm này thương lái khắp nơi đã tìm đến mua và đặt hàng cho Tết Giáp Thìn. Và đến thời điểm này, nông dân trong xã đã bán trên 40%, chủ yếu bán qua online và thương lái đến đặt mua. Bên cạnh đó thì hợp tác xã Mai Vàng Vĩnh Thành cũng đã hỗ trợ thành viên trong hợp tác xã và bà con trong việc tìm đầu ra. Tuy nhiên thì theo nông dân, so với Tết năm trước, năm nay giá mai vàng không cao hơn xã Vĩnh Thành, huyện Trợ Lách, cái nôi của nghề sản xuất cây giống và hoa kiểng. Nơi đây có trên 90% hộ dân trực tiếp làm nghề và các dịch vụ sản xuất loại hình này. Chỉ riêng hoa kiểng, hàng năm người dân tại các làng hoa kiểng sản xuất và cung ứng trên 6 triệu sản phẩm, chiếm gần 50% tổng sản lượng hoa kiểng của huyện Trợ Lách. Trong đó, chủ yếu là mai vàng với trên 1 triệu sản phẩm. Ngoài ra còn có các loại kiểng tắc, kiểng bonsai, cây xanh, hoa nở và hoa treo. Năm nay, người dân sản xuất mai vàng với số lượng nhiều hơn năm 2022. Thì cái tình hình mà mai đến giờ này thì bà con chúng ta thì bán thì chắc cũng khoảng 40% tại vườn. Thì so với năm rồi thì nó chậm hơn. Mà mối lái năm nay thì xuống chậm. giá cả thì năm nay thì so với năm rồi nó cũng thấp hơn. Ví dụ như cây mai khoảng 1 triệu rưỡi thì năm nay khoảng 1 triệu khoảng 900 ngàn. Nghề làm mai vàng tập trung chủ yếu ở làng Mai Phú Hội, bao gồm hai ấp Vĩnh Phú và Phú Hội. Nơi đây gần như 100 hộ dân trực tiếp hoặc gián tiếp sản xuất. Ông Nguyễn Văn Định ở ấp Vĩnh Phú cho biết, năm nay nông dân làm mai tàn khá nhiều. Đây là loại mai đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong những ngày Tết. Đối với loại mai này, sau Tết Nguyên đán người làm mai đến mua tại chợ mai cũng ở xã Vĩnh Thành, nơi tập trung đầu mối của cây mai nguyên liệu. Sau khi mua về, người làm mai chỉ cần sửa cành, tạo dáng và nuôi cây đến Tết. Ngoài ra, bà con còn sản xuất mai ghép với trên 100 giống mai, nhưng chủ yếu vẫn là mai rào Thủ Đức và rào Biến Tre. Cái sản xuất mai năm nay thì mình thấy cũng có cái khả quan mà để cái cái sản xuất trong của bà con của mình mà thu nhập thì có thể cũng tương đối được. Thì mình thấy nhận định và mới gần đây thì mình thấy cũng được rồi. Chứ còn 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 kết cuộc thì có thể là còn chào tháng mấy nữa. Cái giá cả thì năm nay cái lượng mai thì mình thấy là chắc có thể nhiều hơn năm 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 rồi nhưng có thể cũng tương đương với cái năm trước. nay thì chúng tôi cũng vận động bà con với chỉ đạo cho các ấp mà là cái phong tác phòng công tác phòng chống hạn mặn này đã chuẩn bị rồi. Vận động bà con trữ nước bằng các mọi cách. À, ngoài ra thì các cái hồ các gạch lớn thì vận động làm nắp cống trong ngoài. Thì ở đây chúng tôi cũng đầu tư được năm rồi đầu tư được bốn cái đập lớn để trữ cho bà con xài trong toàn xã để mà không có thiếu nước lâu dài. Thì cái này thì chúng tôi địa phương chúng tôi cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt. Vào thời điểm này đến với làng nghề sản xuất mai vàng xã Vĩnh Thành, đâu đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp mai vàng đang trong thời gian làm nụ để cho ra những bông hoa đẹp nhất. Đó cũng chính là công sức của người dân làng nghề trong suốt năm qua. Rồi đây những chậu mai vàng, biểu tượng cho sự may mắn thịnh vượng sẽ đến với từng nhà trong dịp Tết đến xuân về thưa quý vị là không chỉ tại miền trung và miền nam nông dân tại các tỉnh phía bắc cũng đang nhộn nhịp chuẩn bị cho vụ hoa và cây cảnh tết hoa đào được xem là biểu tượng của mùa xuân của sự đổi mới may mắn trường tồn vì lẽ đó mà mỗi độ tết đến xuân về trong các gia đình miền bắc thường có một cành đào thắm để mong một năm mới thành công và nhiều tài lộc và hiện nay thì còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán thì nhưng mà vườn đào tại huyện Phú Xuyên Hà Nội đang tất bật chăm sóc và tạo thế cho cây cắt tỉa cành tuốt lá để cây đào ra hoa đúng với thời điểm phục vụ nhu cầu chơi đào ngày Tết của người dân. Sau nhiều năm làm thuê cho vườn đào tại Thủ phủ trồng đào Nhật Tân Hà Nội, anh Lê Văn Hiền đã trở về quê hương Hồng Thái Phú Xuyên để lập nghiệp. Với những kinh nghiệm về trồng đào mà anh học hỏi được, anh Hiền đã mạnh dạn thuê ba mẫu đất để trồng bích đào. Thời điểm này, vườn của anh Hiền đang thực hiện công đoạn tuốt lá. Gọi đơn giản là tuốt lá đào, nhưng thực chất đây là công việc đòi hỏi người thợ phải có kinh nghiệm và kỹ năng chăm sóc cây hoa. Nếu tuốt lá thẳng từ ngọn xuống sẽ ảnh hưởng đến các mắt hoa, khó khăn cho việc giữ được các mầm nụ và cho ra hoa sau này. Vì thế, đây được xem là một trong những khâu rất quan trọng quyết định thắng lợi của người trồng đào. Hiện tại bây giờ thì nhà vườn mà làm rộng như này nếu mà cái lượng ít thì thì không nói nhưng mà nằm rộng như này thì bắt buộc phải thuê nhân công nhiều thế và tuốt thì cũng phải tuốt một nửa còn phải nghe thời tiết mấy ngày tiếp theo mấy năm đầu thì cũng hơi vất thế nhưng mà khi mà đã được các bác ở xã cũng quan tâm đến cũng giới thiệu từ huyện nên hai ba năm nay thì thực sự mà nói là là cái trong huyện thì đâu cũng biết đến đào nhà mình mà đào nhà mình làm thì thực sự mà nói là làm thủ công hoa lở từ trong nở ra hoa nó nở bền nên người ta cũng thích Toàn bộ vườn của anh Hiền trồng khoảng 1.500 gốc đào các loại, dự kiến cho thu nhập khoảng 7-800 triệu. Để tạo sự khác biệt và phục vụ xu thế chơi đào của người dân, anh Hiền đã cất công đi tìm những gốc đào rừng cổ thụ để ghép với đào vườn. Loại đào ghép này hội tụ những nét đẹp siêu phong cổ kính, uy nghi mà hoang dã của gốc đào rừng, Cùng nét kiêu sa rực rỡ của đào vườn nhiều bông, nhiều cánh. Những gốc đào ghép này mang lại giá trị rất cao. Cách vườn đào của anh Hiền không xa là vườn quất của gia đình anh Hà. Vườn quất 3,5 mẫu này là địa điểm quen thuộc của nhiều người có thú vui chơi cây cảnh mỗi dịp Tết đến. Cái quất này chăm sóc đẹp nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Một là thời tiết, cái thời tiết nó cũng quyết định nhiều à nếu mà lắng quá thì cả cây ở trong lọ nó cũng kém hoặc kể cả, cả cây ngoài đất nó sẽ kém so với cả nếu mà nó thuận mưa ấy, thì cây nó, nó rất là đẹp. Cây con đẹp thì để phục vụ ngày Tết thì nó thuộc vào lá xanh, quả to mà phải có quả hoa cả lộc. Đấy nó có bốn yếu tố là quả chín này, quả xanh này, hoa và lộc. Đấy, khách chọn thì năm nào người ta cũng yêu cầu như thế thì năm nay mình cũng nào cũng tương đối đây cả hoa cả quả 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 chín quả xanh hoa lộc đầy đủ hết những năm gần đây anh Hà đã đầu tư với nhiều kiểu dáng từ nhỏ tới lớn khác nhau để thu hút khách hàng kỹ thuật chăm sóc vì thế cũng đòi hỏi người trồng phải tỉ mỉ và mất nhiều công sức hơn chăm sóc khó nhất thì là cây ở trong các cái lọ này là khó nhất Đấy, về mình cây lọ này mà tưới nhiều nước quá cũng không được mà ít nước quá thì nó lại héo còn cây đất thì có thể mình hai ba ngày mình không tưới thì không sao nhưng mà cây lọ này chăm sóc là bắt buộc một ngày ít nhất là phải nếu mùa nắng ít nhất là phải 3 lần 2 đến ba ngày ba lần tưới còn cây dưới đất thì có khi mấy ngày cũng phải mấy tưới cũng được thời tiết thuận lợi như hiện nay là điều kiện lý tưởng để quất có được quả đều mã đẹp căng sáng gần hai 000 cây tại vườn quất của anh Hà đã sẵn sàng phục vụ người dân trong huyện và một số vùng lân cận đón Tết Nguyên Đán Thưa quý vị là có độ bền cao và giá thành cạnh tranh hơn nhiều so với Hà Lan, hoa tươi của Việt Nam đang ngày càng được ưa chuộng. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 xuất khẩu hoa tươi của nước ta đạt 6,3 triệu đô la Mỹ, tức là tăng 17,9% so với tháng 10 năm 2022. Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hoa đạt 57,9 triệu đô la Mỹ, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu hoa cúc trong tháng 10 đạt trên 5,1 triệu đô la Mỹ, tăng 19,6% so với tháng 10 năm 2022. Tính chung 10 tháng đầu năm, xuất khẩu hoa cúc đạt hơn 47,8 triệu đô la Mỹ, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Hoa cúc trở thành mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất, chiếm 82,6% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hoa tươi trong 10 tháng qua. Kế đến là hoa lan hồ điệp, giá trị xuất khẩu trong 10 tháng năm 2023 đạt 4,6 triệu đô la Mỹ, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 8%. Mặt hàng hoa cắt tường, hoa cẩm chướng, hoa hồng xuất khẩu sụt giảm với kim ngạch lần lượt là 1,48 triệu đô la Mỹ, 1,3 triệu đô la Mỹ và 0,66 triệu đô la Mỹ ngoài thị trường chính là trung quốc nhật bản australia đài loan gần đây singapore malaysia hồng kông trung quốc cũng đẩy mạnh nhập hoa từ việt nam